Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về server F175, cùng nhau quay trở về với lại kỷ nguyên hải tặc. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Thì hôm nay thì quay trở về server này, thay vì việc đến các nick tầm top thì chúng ta sẽ quay về một cái nick cùi cùi một tí xíu. Thì bình thường ấy thì đúng ra là mình không định quay cái vấn đề này đâu. Nhưng mà tuy nhiên là do trong bối cảnh bạn xem series bạn thấy là có thời điểm bị đá khỏi hội, nên là phải tạo một số cái nick để boost cái hội lên tí, để cho cái hội nó đủ cái cấp để mua được cái bánh mì, cũng như là gọi kiểu một số cái cơ bản một cái hội phải có ấy, thì phải boost một số cái nick lên. Thì trong quá trình boost đấy thì mình bảo thôi tranh thủ thì mất công mà đi chơi cày một số cái nick phụ phụ, cày vui vớ vẩn thôi, không phải cày top gì cả, cày vui vui thôi, thì cũng tranh thủ là cũng trải nghiệm một số cái thứ mà ta chưa trải nghiệm trong lúc ta chơi nick top. Tại vì khi mình chơi nick top 1 của server ở giai đoạn hiện tại ấy, thì ngày đấy là mình chơi theo dạng là hệ có nạp nhiều, nên thành ra là cái tầm tiền nó cao thì thực ra là chơi con gì mà trả được, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay trở về đây là mình nói là những con tướng ở mức độ tầm Haki. Thì hôm nay sẽ quay trở về trải nghiệm một những con tướng mà đợt mới ra server mình chưa có trải nghiệm đối với cái nick mà mình quay series F175. Đó là cái con tướng con Boa, một con tướng mình thấy khá nhiều người chơi ở server mới sẽ dùng, để xem nó có ưu điểm gì, khác biệt gì so với những con tướng khác mà mình trải nghiệm nhé. Thì đây là mình trải nghiệm thực tế, một cái nick này là cái nick cùi bắp thôi, đúng không? Một cái nick tạo mới, nick clone rồi đấy thôi. Thì mình rất là yếu, và gần như ở đây giai đoạn mình trải nghiệm, giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà mình còn qua cái giai đoạn đua top server tuần đầu rồi. Tức là mình sẽ bị mất gần như tất cả các cái quà của cái hoạt động mở server, không? Nó khoảng tầm 2 tuần đầu sau nó có cái hoạt động mở server, cũng như mất từ cái quỹ trưởng thành đầu này, mất từ những cái quà như kiểu nó để kiếm những cái viên bảo thạch cấp độ cao ấy. Thì gần như nick nó chả có cái quái gì cả. Đấy thì mình mất gần như tất cả những thứ đó. Thì ở đây thì để lấy con Boa Hancock về thì đây mình có hai cách lấy chính, đúng không? Một ấy là khi bạn mới mà tạo một cái nick ở một cái server mới thì nó sẽ cho phép bạn là có một cái gọi là cái lễ bao nạp đầu. Bạn có thể nạp đầu một cái số tiền bất kỳ để có thể nhận được cái quà. Thì trong đó sẽ có một cái túi gọi là túi chọn tướng, thì nó sẽ có khá khá con tướng khởi đầu, trong đó con Boa, thì bạn có thể chọn qua túi đấy cũng được. Thì ở đây thì cái mức nạp thấp nhất, chi phí tiết kiệm nhất cho một bạn chơi ở server mới nó sẽ là 5.000 vàng. Nhưng thực tế là con số đó thường bạn sẽ không làm được, tại vì đơn giản là cái gói nạp nhỏ nhất ở trên web nó sẽ là 10.000 vàng, đúng không? Nhưng mà tại sao vẫn có những trường hợp một số nick người ta vẫn nạp được 5.000 vàng? Thì đơn giản là vì ví dụ như mình đang chơi, ví dụ mình cầm cái nick của S109 của mình chẳng hạn, đúng không? Thì trong ví xu mình nạp vào nó còn lẻ dư ít xu. Thì bây giờ mình dùng chính cái nick F109 đó mình tạo một server F175 chẳng hạn ấy, thì tự nhiên là hai nick ở chung tài khoản, chỉ cần mình đổi từ cái xu từ cái server 109 5.000 vàng vào cái server ấy thôi. Mình vào cái server của S175 thôi là mình sẽ được 5.000 vàng. Nhưng bản chất là cái xu đấy là nạp, ví dụ mình nạp khoảng tầm 20.000 xu vào cái nick của cái tài khoản đó, đúng không? Sau mình lấy 5.000 vàng đổi sang là xong. Nhưng tuy nhiên là mình không khuyến khích các bạn chơi kiểu tiết kiệm như thế. Tại vì một số bạn có thể có nhiều nick ấy. Tại vì đơn giản là khi bạn dùng chung một tài khoản thì chạy sang vậy thì nhiều, thì mình nhớ không nhầm mình như là nó không được nhận cái code theo level của cái server 175 đâu, mà bạn nên tạo cái tài khoản độc lập và chấp nhận là nạp tối thiểu là 10.000 vàng, tức là khoảng tầm 20.000 đồng ấy là sẽ hay hơn. Lúc đấy thì bạn khi bạn lên cấp và nhận thêm cái code ở cái ngân hàng code nữa theo level từ đến khoảng tầm cấp 120 hay sao ấy, là sẽ có một số cái code dao động cứ mấy chục cấp cho một code ấy, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn khi mình dùng chung một tài khoản đôi khi nó lại không tính cho mình cái code đấy, nên là mình nên tạo cái nick mới tinh nhé. Còn không biết về sau có đổi luật hay không, nhưng mà cái lúc mà mình chơi mình cứ check thử thì mình có dùng một cái nick phụ của mình tạo cùng tài khoản với nick cũ ấy, để mình tiết kiệm cái 5.000 vàng dư lẻ ngày xưa nạp dư đấy để cho tiết kiệm tiền ấy, thì mình thấy một điều là nó không được tính, nên ra mình thôi các bạn tạo server mới nên tạo nick độc lập. Đặc biệt là khi bên này nó free cho bạn VIP 12 luôn rồi thì bạn không phải chơi kiểu kế thừa VIP như web 568 ngày xưa nữa. Nên là với web Quỷ Nguyên thì bạn nên tạo nick mới tinh nhé, để tận dụng tối đa và nạp chi phí tối thiểu là 10.000 đồng. Thì thực ra là đấy là một cái cách kiếm. Và thứ hai là mình lấy một số cái nick demo thì mình bỏ ra 20.000 đồng mình quay content một tí thì mình thấy nó cũng bình thường, thì mình chơi kiểu đấy cho nhanh. Còn không thì mình có thể dùng chính cái vàng ở game cho bạn đầu game để bạn mua tướng cũng được, nhưng mà cách đấy sẽ làm mình hao hụt tài nguyên khá là nhiều. Cách thứ hai là bạn sẽ di chuyển về cảng này, quay nhầm, bạn vào trong thế giới này, các bạn dịch chuyển cho mình xuống làng cối xay gió này, bạn di chuyển xuống đây là chỗ làng cối xay gió này, sau đó bạn chui đây vào túi đồ, ấn vào chữ shop này, nó sẽ mở bạn đây danh sách tướng. Bạn có thể bỏ ra 250k vàng mua con Boa cũng được. Thì đấy là hai cách mình kiếm chính thôi. Còn bên web này thì gần như con Boa không để kiếm free rồi nhé, mà không kiếm qua danh vọng cái thứ được đâu, mà bắt buộc bạn phải mua. Chẳng qua là bạn nạp đầu nó tiết kiệm chi phí, nó đỡ bạn 250k vàng. Bạn nạp có 10.000 vàng bạn được con tướng 250k vàng, sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều.
Ở tôi không, một số bạn nào tham vọng để chọn con đắt đỏ Rayleigh thì cũng được, nhưng mà tính sử dụng sẽ không cao lắm trong giai đoạn đầu. Tại vì mình đang nói ở đây là lúc mình mới lấy về, tức là mình đang chơi tốc độ lúc nó Haki chứ chưa lên Sura. Thì chưa lên Sura thì mình cảm giác con Boa là một những con tướng mà cho mình cái trải nghiệm chơi nhàn nhất. Đúng không? Bây giờ ta sẽ xem qua một chút nhé. Sau khi là bây giờ đã lấy được tướng về rồi thì ta sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên ta xem qua chút bộ kỹ năng con Boa ở mức độ Haki sơ cấp lấy về này. Thì ở đây đầu tiên là về mặt thiên phú của nó, thì bạn chú ý một chút là thiên phú này bạn lấy về vẫn sẽ không nâng được lên đâu, vì cấp 125 nó mới cho bạn nâng cấp, đúng không? Như vậy chắc chắn là khi bạn mới lấy con tướng này về bạn sẽ chả nâng được đâu, mà bạn sẽ chơi mức độ là mức độ thiên phú mức độ cấp 1, chứ không để chơi mức độ cấp 10 như một số cái nick mà bạn level cao đâu. Mà mình đã nói giai đoạn này là giai đoạn mà mình sẽ đánh giá con này dưới cấp 125 nhé, để phát huy sức mạnh của nó. Tại vì khi lên cấp 125 các bạn tiến hóa Sura rồi ấy, thì có một số con tướng có thể yếu hơn con Boa trong giai đoạn Haki, nhưng lên Sura sẽ mạnh hơn con Boa. Nên là mình đang nói đánh giá của nó là đánh giá mức độ dưới cấp 125. Đấy, thì với vai trò đi mát, còn đánh nhau PvP thì về sau các bạn sẽ lên Sura và đánh. Bạn sẽ không chơi những con tướng mà nó không có Sura. Tới con này các bạn lên Sura đánh cũng được, không vô tư. Nhưng ở đây mức độ sơ khai đây bạn thấy là dưới cấp độ 1, nó tăng bạn các chỉ số liên quan đến ma công sinh mệnh. Khi tấn công thường thì chắc chắn sẽ hóa đá một mục tiêu ngẫu nhiên. Thì cái này là một cái hiệu ứng khá là ngon của nó này. Tại vì bạn biết được điều dưới cấp 125, tức là đa số người chơi sẽ là chưa tối ưu sự miễn dịch, tại vì toàn tướng cùi bắp không thì làm gì có tối ưu được miễn dịch đâu. Nhưng mà khi đấy mà nó khóa đá chắc chắn một mục tiêu như vậy thì rất là lợi thế, đặc biệt là khi mà đôi khi có những lúc mà chúng ta sẽ có kiểu ngày kiểu mới chơi game ấy, thì cái đồ đạc nó yếu ấy, thì đôi khi mình đánh chết địch rất là nhanh, đặc biệt trong map nữa, trong map quái địch cũng không quá cao, thì cái việc mà xác suất nó còn ít tướng, thậm chí có thể còn một con boss cuối châu nhất và nó bị khóa đá cố định một mục tiêu nó rất là ngon, nó sẽ khống chế cứng được cái con khỏe của địch, xác suất rất là cao. Còn kể cả nó không phải con khỏe khống chế bớt được con nào hay con đó, thì cái việc mà nó ghi là chắc chắn, tức là không phải may rủi cả, ít nhất là một con rồi là rất là ok nhé. Còn nó ngẫu nhiên trúng con nào hay con đó, đó cái đấy không quan tâm lắm. Và miễn dịch trạng thái choáng trong hai lượt đầu, cái miễn dịch choáng hai lượt đầu thì mình nghĩ là cũng có thể chấp nhận được, tại vì đi map cũng có một số con nó gây mê hoặc hỗn loạn hoặc choáng thì nó đỡ được hiệu ứng nào hay hiệu ứng đó. Đấy, thì nói chung là ít nhất là con này ở đây là cái miễn dịch là cũng tương đối tốt, cái thứ hai là nó cũng có cái khả năng khống chế cũng tương đối tốt. Còn cái mức độ cộng lên thì ta sẽ chưa xét đến trong giai đoạn này. Tiếp tục là về kỹ năng đánh thường của nó này, thì con này ở đây sẽ có chiêu rồi, nó cả hai chiêu sẽ đều là ma công, cường hóa ma khí lên, thì nó sẽ ấn chứa hơi thở mê hồn của Hancock, ngón tay chạm nhẹ môi biến thành trái tim khổng lồ để tấn công. Cái này miêu tả chiêu thức thôi, còn đây kỹ năng cụ thể nó sẽ đây sẽ là gây sát thương toàn bộ mục tiêu, đồng thời kèm một lần sát thương ma pháp, không tăng độ mục tiêu, tăng phần trăm ma công cho bản thân. Nói chung cái này nó khoảng nó khả năng nó tăng đam lên khá là nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh là cái map thì nó càng ngày càng yếu đi, nên thành ra tướng càng mạnh lên thì đánh nó càng nhạt. Và quan trọng đây cái vấn đề cốt lõi ở đây là con này gây sát thương toàn bộ mục tiêu, và như vậy thì bạn chỉ cần dồn đam, mà bạn thấy là cái đam đánh thường đánh độ nó đều là liên quan đến ma khí, như vậy mà chỉ cần dồn cái ma khí cao thì bạn búp và dồn những cái bảo thạch cái thứ linh tinh cho nó, để sao bạn dồn cho đam ma công thật to ấy, thì một mình nó bắn phát tất cả mục tiêu ấy. Thì với những cái map ở cái cấp độ dưới 125 ấy, thì xác suất con Boa nó bắn những cái map nửa đầu ấy, một khoảng tầm 50% số map đầu gần như bắn phát chết luôn. Còn đến giai đoạn sau thì có thể nó sẽ khỏe hơn chút, thì bạn bắn 2-3 phát nó chết thôi. Đó, nói chung là rất là tiện cho bạn dồn đam. Và con này đánh thường thì mặc định là mình cắt nick mới tạo và lấy con tướng này về ấy, thì chắc chắn là sẽ phải chơi mức độ thường rồi. Nhưng mà chắc chắn là đánh thường đầu tiên chứ không ai chơi Boa nộ sớm được ngay lập tức đâu. Tất nhiên bạn có thể chơi nhiều búp cho nó nộ sớm, nhưng mình thấy đánh thường bụp phát như này là quá ngon rồi. Bạn dồn đam bắn tất cả 5 mục tiêu sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nên ra thấy vậy là ok. Ngon. Thế rồi cái chiêu đánh nộ của nó ở đây này, nó sẽ dùng hơi thở ngọt ngào của Hancock mê hoặc đối thủ. Một khi đối thủ bị sắc đẹp của ấy mê hoặc thì sẽ nhận được sát thương nghiêm trọng, gây sát thương một mục tiêu. Nếu nộ của mục tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 75 nộ thì mục tiêu sẽ bị hóa đá một lượt và hồi cho bản thân 50 nộ khí. Cái này thì với giai đoạn đầu mình nghĩ cũng khá là ngon, vì giai đoạn đầu làm gì có trái tăng nộ đâu. Tất nhiên một số server bây giờ nó trúng những đợt nó ra vòng quay hên hên, có thể quay những cái túi ram đựng trái 6 sao ấy, thì trong đấy có thể tỉ lệ ra được quả tri thức, hoặc bạn lấy một số con tinh linh cùi xác suất ra quả tri thức, hoặc là bạn đổi trong khu vui chơi hay cái gì đó thì cũng có xác suất ra tri thức được. Thì cái xác suất để bạn nhiều nộ lên thì cũng có, nhưng mình thấy là đa số cái tầm dưới cấp 125 là bạn sẽ dưới 75 nộ, nên cái xác suất là bị hóa đá dưới 75 nộ rất là cao nhé. Tiếp tục nữa, bên cạnh con Boa ở đây nó bên cạnh việc có thiên phú này, con này lấy về sẽ có chút thiên phú, mặc dù thiên phú nó chưa cộng được. Thứ hai là có hai chiêu thức ở đây, nó có thêm một thứ là trá quỷ, mà chắc chắn luôn là cái lúc sơ khai chúng ta làm gì có trái quỷ xịn đâu, đúng không? Chả có nick nào mới lấy về có trái 8 sao cả. Như vậy tiếng có một quả trái quỷ ở đây phẩm chất nó đây 7 sao thôi, nhưng mà tuy nhiên là 7 sao cũng khá là ngon rồi, vì là trái quỷ riêng biệt của nó. Thì có sẵn một trái Mero Mero sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Còn về sau đôi khi bạn có nhiều trái quỷ xịn thì đôi khi cái việc có trái quỷ cố định nó làm phiền bạn, nhưng mà giai đoạn đầu làm gì có trái quỷ nào xịn đâu, nên là có những trái này rất là tốt. Thì đây là trái quỷ 7 sao khống chế. Ở đây nó giúp bạn là gì? Nó sẽ phát động hiệu quả của trái quỷ đối với những người ngắm vẻ đẹp của nó.
có xác suất đoạt cái khả năng hành động của đối phương. Đánh thường có xác suất 15% hóa đá mục tiêu một lượt và 5% sát thương hồi máu cho boa. Cái này cũng khá là ngon, và cái này khi mình cộng lên cao xác suất sẽ tăng lên. Tức là bạn hiểu nôm na là con boa chắc chắn sẽ hóa đá một mục tiêu, thì khi địch còn một đối thủ mà không miễn dịch hóa đá thì chắc chắn con đối thủ đó sẽ bị khống chế. Nhưng mà khi đối thủ còn nhiều hơn mà boa không kết liễu được ấy, thì ngoài việc chắc chắn hóa đá một con, nó hoàn toàn để hóa đá thêm vài con, đúng không? Thế như vậy thì nhiều khi nó hên có thể hóa đá 4-5 con chẳng hạn, thì đấy là rất lợi thế cho mình. Nó dẫn đến việc là đôi khi ví dụ như bạn đi map, bạn gặp những cửa quá khó, bạn thấy còn boa bắn không chết được địch luôn, mà đánh đôi khi địch đánh đau quá, bạn thủ không đủ trâu để giết ấy, nhưng bạn hoàn toàn thể spam nhiều lần với kỳ vọng là boa sẽ hóa đá nhiều hơn để không tấn công trúng boa của bạn, để boa bạn sống lâu hơn. Nên thành ra cái này nó tăng cái khả năng spam để win được cửa cho con tướng này khi nó đi map. Tiếp tục nữa ở đây là nó sẽ đánh nộ, sẽ kèm thêm một lần tấn công gây sát thương cho kẻ địch có nộ khí cao nhất. Nếu như nộ khí của mục tiêu nhỏ hơn 100 thì sẽ hóa đá trong 2 lượt, và nó miễn dịch ở mê hoặc hay hóa đá. Ở đây thì nói chung là miễn dịch của nó khá tốt, thêm được mê hoặc hóa đá, miễn dịch càng nhiều thì càng tốt thôi. Và cái này miễn dịch là miễn dịch vĩnh viễn nhé. Và bên cạnh đó nữa ở đây thì nó tấn công vào con nộ khí cao nhất, và thường con nộ khí cao nhất là con sẽ gây sát thương to, vì nó dùng sát thương nộ thường đau hơn đánh thường, nên là ra cái này cũng rất là lợi. Và nếu giả sử như nộ khí dưới 100 thì cái xác suất bạn gặp trong giai đoạn đầu sẽ rất là cao, thì bạn hóa đá được 2 lượt nó sẽ đỡ rủi ro cho bạn rất là nhiều. Đấy, nên nói chung là con boa nó khá là cơ động trong quá trình chiến đấu nhé. Đấy, ví dụ như mình đang lấy ở đây, và khi mà bạn chơi một server mới, ở thời điểm mình quay video này, có thể về sau thì nói chung là càng về sau nó càng dễ thôi, thì ở thời điểm mình quay video này thì bạn sẽ mặc định ấy, khi bạn mới chơi server mới, dù bạn nạp hay không nạp ấy, thì bạn cũng kiểu gì có một cái set miễn phí là set level 1 có thể đeo là set tím này. Còn khi bạn nạp thì cho bạn thêm một set đồ nữa, nhưng mà đây ở đây mình đang nói là đây là mức độ miễn phí khi vào game đã cho bạn rồi. Bạn nạp được 2 set level 1 đúng không? Thì giờ ví dụ một set mình vứt cho main, một set mình vứt cho boa, đây 2 set, thì một set từ cái quà nạp đầu, một cái set là mặc định game đã cho. Đấy. Và khi bạn có như vậy rồi, thực ra mình có thể trang bị thêm một số nữa, ví dụ như là bạn online đủ ngày nó cho thêm cái vest quý tộc nữa, mà trang bị thêm vào nó càng khỏe nữa. Nhưng mà thực ra vì nick này mình chơi muộn và mình cứ không có thời gian chơi ấy, mình vứt lay vứt lắc thì mình đủ luôn cái này rồi. Cái này cứ treo thời gian online sẽ cho bạn, đúng không? Mình có thể lắp thêm lên tối ưu sức mạnh con boa. Nhưng mà bình thường khi bạn mới lấy về mà không có cái này đâu, bỏ ra. Cái này bạn cứ online đủ ngày tới đủ giờ nó sẽ khó nhé. Thì bây giờ mình muốn thử bạn mức độ sơ khai là con boa chỉ đeo mỗi cái set trang bị level 1 này. Xong trá quỷ thì cũng cùi bắp này, chưa cộng được gì này. Bảo thạch thì cũng khá là cùi toàn thứ này, vì mình chơi cái nick này ở trong cái giai đoạn mà server đã ra qua cái sự kiện đầu, nên mình không có bảo thạch ngon và mình cũng không có dồn gì cho nó. Mình dùng hợp tạm trước vào đây nhé. Thì mình cho bạn xem thử sức mạnh của nó nhé. Với mức độ mình chỉ dồn một cái viên 6 sao cùi bắp đi cùng một cái ma khí cùi bắp còn chưa thèm cộng này, đúng không? Level 1 còn chưa, à đâu, cộng chưa nhỉ? Hình như chưa cộng thật đúng không? Đúng rồi, chưa cộng thật đúng không? Nhưng mà đi map cho bạn xem qua một tí nhé. Bây giờ ở đây chỗ con Blue Eno ở đây thì chắc là khoảng tầm cái map của map sen cao rồi, tầm chỗ đánh mấy cái vận CP9. Thì mình sẽ đánh thử vận trận cho bạn xem này. Thế đây, sức mạnh con boa này. Đấy, bắn không? Mình đồ cùi bắp bắn mà đang gần chết. Nếu mình dồn đồ hoặc mình chơi từ lúc server đầu ấy thì bắn mà phát chết luôn là chuyện bình thường. Bắn hai phát chết một con, nên mình đi con boa rất dễ đạt được cái mức độ 3 con S nhé. Thì 3 con S nó giúp bạn hoàn thành cái nhiệm vụ phụ này nhanh luôn này. Nó không phải khiến bạn, ví dụ đôi khi bạn đánh những con tướng đơn mục tiêu, đôi khi đánh lâu quá mất máu nhiều quá đinh tinh cái thứ, nó không được 3 con S ấy. Nhiều khi nó chỉ được hạng D, hạng C ấy, thì đôi khi nó không được mắc cái đấy để mình mở cái dương quà ấy. Thì như vậy con boa xuất hiện cho bạn rất nhiều. Đây nó chỉ hóa đá là một con, chắc chắn là con ở giữa không. Ví dụ phát thứ hai nó nộ này. Một phát chết một con này. Đã thấy đi boa rất là nhàn, đồ đạc rất là cùi bắp nhá. Chứ còn nếu mà đồ bạc xịn nó còn mạnh nữa. Đây là mình nói là đồ rất là cùi. Mấy con này và bên cạnh đó mấy con này nó đánh hay tăng nộ cho mục tiêu, nên là rất dễ cho con boa mình nộ liên tục. Đây là giết địch rất là nhanh luôn. Tiếp tục mình đi dần đến con boss của Blue Eno nhé. Nói chung là con boa đi giai đoạn đầu của map rất là dễ nhé. Phát này hóa đá được 3 con, 4 con đúng không? Đấy là cái tỷ lệ hóa đá thêm từ trá quỷ đấy. Còn bình thường chắc chắn sẽ bị một trong mấy con này sẽ bị hóa đá. Và đi map hiện tại thì đa số là nó sẽ không miễn dịch hóa đá nhé. Kể cả boss nhé. Mình thấy đi cái giai đoạn dưới cấp 125 chỉ có 1-2 con boss là miễn dịch được cái hóa đá thôi. Còn đa số một số con boss là sẽ không miễn dịch hóa đá đâu. Nó không như mấy cái map cao, bạn thấy gần như tất cả những con tướng ấy nó đều miễn dịch hết. Nó đều miễn dịch hết các hiệu ứng, nhưng mà riêng với những cái map của cái cấp độ thấp ấy là rất nhiều con tướng bị hóa đá. Ví dụ như map Moria cái con chó ba đầu ấy, con Cerberus ấy, con đấy vẫn bị hóa đá bình thường nha. Còn tất nhiên lên cao mình nhớ có con Mazelang đấy thì nó không bị hóa đá. Nhưng mà cái số lượng con không bị hóa đá không có nhiều. Với thứ hai là bạn không bị hóa đá, bạn có thể dồn đam cho boa để tấn công lúc nó nổ đam đơn và thật đau đối đủ mà. Không nên ra không vấn đề gì cả. Cái cửa này ngày xưa là một những cửa rất là khó vì bạn phải duy trì 5 lượt, nhưng mà khi thấy là có sức mạnh con boa nó hóa đá phát thế này vượt qua cực kỳ dễ luôn. Còn nếu bạn dùng những con đam đơn tinh tinh, nhiều khi nó đánh đau quá mà đồ bạn nó cùi hoàn toàn thể giết chết bạn trong bạn không duy trì được 5 lượt đâu.
nhưng đánh cái này thì thừa sức duy trì 5 lượt, ta thấy đánh nó rất dễ. Và những con này hoàn toàn bị hóa đá bình thường nhé, kể cả boss rất nhiều con bị hóa đá luôn, nó rất là cơ động luôn, đánh cực kỳ nhàn. Đấy, bạn thấy không, đánh rất là dễ luôn. Chứ mà ngày xưa ấy, khi mình đi với cái map đấy ấy, mà ngày xưa nó, game nó khó thứ linh tinh ấy, là mình dùng con Ken để tạo ra vách sắt để chống chịu cú đánh của nó, nó quánh quá đau. Nhưng bây giờ thực sự mình có thể giết chết dễ dàng mấy con bên cạnh và khống chế cứng nó. Còn nếu mình đeo thêm cái vest quý tộc này vào nó thì càng mạnh hơn thôi. Nhưng mà nó không thực tế, tại vì chắc chắn là lúc bạn mới lấy về xong được. Cũng như là game bây giờ treo online cho bạn thêm set free 90 này. Mình hoàn toàn để đeo set free 90 này vào cho boa mạnh hơn nữa. Tại vì thời điểm mình quay video đã cấp 92 rồi. Đây là do mình để lâu quá cái level nó cứ tăng thôi. Nhưng mà kể cả cái level thấp ấy, thì với cái sức mạnh con boa này nó đã quá là vượt trội rồi, đúng không? Thế nên là con tướng nó cho mình cái trải nghiệm đi nó khá là dễ. Nên là những bạn nào mà đầu tư ít mà bắt đầu vào chơi game này ở một server mới ấy, thì con boa là con mà có lẽ mình khuyến khích các bạn nên lấy về. Mặc dù mình nói bạn điều lên Sura nó chưa chắc nó mạnh hơn con khác đâu nhá. Tại vì lên Sura sẽ có rất nhiều con có thể counter được nó. Nhưng mà tuy nhiên là với cái mức độ của bạn cày chay nạp ít, đôi khi chỉ nạp được có 20.000 thôi, 20.000 nạp đầu thôi chẳng hạn, đúng không? Thì con boa nó cho bạn cái giá trị quá là tốt. Tại đấy bạn cần vì cái giai đoạn lúc đấy của bạn ấy, không phải là cái câu chuyện là bạn làm sao để bạn có thể lên top 1 được, vì bạn không bao giờ đua top 1 với người nạp tiền, đúng không? Và cái vấn đề của bạn là sao đi map cho nó nhàn nhã, đi được nhiều map để mở tính năng để nhận thêm quà đính tinh ấy, thì con boa giúp bạn đi map cực kỳ đơn giản luôn. Mình nhấn mạnh là bạn cực kỳ đơn giản. Tại mình đã thử nghiệm một cái nick, một số nick rồi, một vài nick, mình đã lấy con boa về và mình đã đi đến những cái map rất là cao và vẫn cảm giác không bị kẹt. Mình chỉ bị kẹt một cái map nho nhỏ chút, nhưng mà do mình không nâng đồ thôi. Nên mình nghĩ là nâng đồ lên vẫn thắng, mình đã nâng đồ rồi và đã thấy là đi nâng đồ lên thắng được. Là cái map của ma sen lăng mà nó biến thành cái dạng độc bộ đỏ ấy. Cái map đấy mình không nhớ chính xác là map tầm nào. Map đấy hình như nó sẽ rơi vào đây, mình có thể mình chuyển sang một nick khác cho bạn xem. Đây qua vào nick khác nữa, đây mình sẽ ở cái map đại chiến vực ngục sẽ bị kẹt cái này một chút xíu, đơn giản nó không bị hóa đá. Không bị hóa đá. Và thứ hai là do mình bỏ bê có đồ, mình không có trang bị ấy. Đây ví dụ con boa ở đây không, mình đánh thử nhé. Để lâu quá không thông báo để ấn ép đúng không? Thì vấn đề ở đây là do nó không bị hóa đá mà đồ mình để yếu quá. Nhưng thực tế các bạn chơi game bạn không để đồ yếu như vậy đâu. Tại đây do mình là nick phụ, mình không có chơi mấy. Mà thấy đánh nó khá là đau, thủ mình quá là yếu, đánh mấy nhát là chết. Đấy là mình thử nâng thử xem đánh được không nhá. Cái này nhiều khi bỏ bê có trả dồn. Đấy thì lâu lâu có con boss thế này nó miễn dịch thôi, còn đa số nó không miễn dịch nên đánh cực kỳ nhàn luôn. Đấy đam mình quá bé so với địch đúng không? Thì mình có dồn cái gì đâu, đồ đạc gần như không có. Xem qua một trận này cho mình thử nâng nhẹ một chút xíu có đánh được không nhá. Cái này phải chơi chăm cơ, bạn chơi chăm chắc chắn là một bạn nào đó chơi server mới bạn sẽ chơi chăm hơn cái nick của này rất là nhiều. Và sẽ tối ưu các quà và sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thì ở đây thỉnh thoảng mình sẽ test một số cái nick phụ của mình chơi một số con tướng mà mình chưa chơi ấy, mình xem cái trải nghiệm so với map như thế nào. Và đa số mình xét cái giai đoạn ở dưới cấp 125 nhé. Chứ còn trên cấp 125 lên Sura rồi mình đi thật đi map dễ lắm. Chỉ đến tận The Red Rosa bắt đầu mới khó thôi. Chứ còn dưới cấp 125 thì nó là toàn tướng Haki hoặc tướng bình thường ấy, thì nó mới phát hiện ra cái sự chênh lệch. Đây mình giết được gần hết, nó gần chết đúng không? Tức là vấn đề của mình chỉ là tăng thêm đam, tăng khả năng chống chịu của nó thôi. Thế giờ mình quay về đây xem con boa mình đang có gì nhỉ? Ở đây về xem, đây, đầu tiên đang dùng một cái vest quý tộc. Đang có đầy trái quỷ còn chưa mở hết ô, đang dùng tạm quả tri thức. Thì xem tiếp còn cái gì không nhá. Thế sao bới móc cái nick này xem có cái gì lên được không? Có mấy cái cờ ăn đi này. Thì mình tiện mình cày, giai đoạn này mình không cày nhiều mấy nick phụ nữa. Tại vì sao? Tại vì các bạn là mình đã đạt đủ cái mức. Đây có lưỡi dao dài. Mình đã đạt đủ cái mức để mà mình duy trì công hội đấy, nên là ra mình không có tập trung với nick này nhiều nữa. Thực ra là khi bạn chơi bình thường đến tầm map này chắc nhiều khả năng ấy là bạn đã, ví dụ đây nick này 140 tức là nhiều khả năng bạn lên con Wasura rồi, đúng không? Chẳng qua đây mình ít chơi quá thì mình không lên thôi, chứ còn bình thường thì mình đang chơi bạn đây ở mức độ lên Haki nhé. À mới có chút nữa ở đây là mình thấy là ở đây là khi mình đạt đủ cấp 125 ấy, mình tiến hóa thêm ấy thì cái ô thiên phú được tăng lên rồi. Thì bạn thấy một điều là mình sẽ tiến hóa được đây thì bạn sẽ thấy là mình sẽ tăng thêm được cái ô phía dưới đây nữa là giảm sát thương đánh thường thêm 6%, ma công được cộng thêm 6% và khi tấn công có 5% khả năng miễn dịch sát thương. Bây giờ mình không biết đã đủ cấp để nâng tiếp lên chưa nhỉ? Đây mình nâng tiếp lên tiếp nhé, để tăng thêm phần trăm này. Tại vì trước đó mình hạn chế bởi cái cấp 125 mình chưa đủ. Còn bây giờ mình sang đoạn này bắt đầu mình cho bạn xem cái nick được khi mà lên trên cấp 125 thì mình sẽ nâng mắc cái thiên phú này lên. Thì khi đó tất cả cái chỉ số được cộng thêm đúng không? Với cái này hiệu ứng vẫn giữ nguyên và cái phần trăm sát thương thế này và tăng thêm 15% khiến khả năng miễn dịch sát thương. Thì giờ đã trâu hơn chút xíu. Thì giờ đánh thử phát khi mà vừa nâng thiên phú lên xem đã win rồi chưa? Vẫn chưa win nữa thì bắt đầu mình nâng thêm đồ nữa. Thì đang đánh lên mức độ của nick là cùi bắp nhé. Thực ra cái này nick này thực ra mình chơi cây cháy cũng được, chơi nhạc cũng thế thôi. Tại vì khi đến cầm cấp này bạn hoàn toàn được kiếm những cái đồ 185 để đeo rồi và bạn sẽ có set đồ cam rồi.
Còn nếu nick mà chơi chăm hơn thì chắc chắn là cái nick này xử lý dễ lắm. Nhưng bây giờ hôm nay ta sẽ xử lý cái này một chút xíu cho cái làm content. Ta sẽ cho xem một chút content. Nói chung có đánh khoảng tầm cái còn được khoảng tầm 2/3 máu rồi. Còn tí nữa thì chắc là xử lý nốt là xong thôi. Con Hoàng thì cái tỷ lệ tạo cái vách sắt cũng khá là ngon ấy, nó giúp nó sống sót được. Nếu ra vách sắt nhiều là không mất máu đâu vì những con boss này không có xoáy. Nhưng mà thường vách sắt không ra liên tục. Vẫn chưa giết được không? Tôi phải ra nâng cấp tiếp nha. Lâu lâu cố đi map một tí. Cái trái kinh nghiệm dồn tiếp vào trái của Hoa, nhưng hiện tại trái quỷ nick này mình mở hơi đen, nó không có trái gì ngon cả. Mỗi cái quả tuyết quái tầm tạm nó cũng không gọi là ngon được. Mình sẽ có đủ tí ác ma mở thêm ô không đeo vào giảm bớt sát thương xuống tí được. Đây đeo một tí ở giảm sát thương nhất, chứ còn trái quỷ nó khá là phèn. Rồi dùng tạm một chút xíu cái quả trí thức thôi. Cũng chả cần ghép dễ dao dài đâu, vì ra team mình đâu có rơi trúng độc đâu. Team mình không tạo ra độc được nên là mình cũng chả phát huy được sức mạnh của trái dễ dao dài, không phát huy sức mạnh được. Một số cái chiến tích công hội dùng tí để nâng cấp lên một chút cho Boa này. Một số cái trang sức cùi bắp này xem có dùng được không nhé. Nick thì bỏ bê khá là lâu nhé, nên chắc chắn là các bạn khi bạn chơi sẽ mạnh hơn mình rất là nhiều nhé. Đây chỉ là tiện mình quay một tí thôi. Thì lâu lâu trải nghiệm một tí để xem người ta vì sao người ta hay chơi combo thế. Để học hỏi người ta, nếu giả sử để cho một số bạn nào một cây ít có thể học hỏi thôi. Chứ mà mình nghĩ là tầm top thì nói thật, tầm top bạn chơi con nào cũng đi được map nhé. Nó chỉ qua là vất vả hơn tí xíu là vì tầm top bạn sẽ có nhiều đồ ngon nó thứ linh tinh ấy. Thì kể cả bạn chơi những con đam đơn và vẫn có thể dồn đam giết được. Ở đây là mình đã nói là tầm cùi bắp gần như là cày chay hoặc là nạp có 20.000, 30.000 đấy thôi. Thì nó sẽ chơi nó sẽ khó khăn hơn. Và nick này nó bị mất gần như tất cả các quả, nên ra đánh sẽ khó rất là nhiều. Nhưng mà vẫn có thể đi được thôi. Thì sẽ cho bạn xem mình sẽ đi được thôi. Tại bình thường nếu bạn chơi ở server đúng cái ngày mới ra server ấy, thì chắc chắn bạn được một set bảo thạch tầm 8 sao. Và bạn có thể nâng một viên tầm 9 sao. Nhưng mà đây hiện tại do mình bỏ, mình chơi lúc này do server ra quá lâu rồi nên thành ra nó bị thò, bị mất hết các quả rồi. Thì nó mới khó khăn, nó mới lâu la như vậy. Trong kho ở đây mình còn một số cái túi, ví dụ như là túi thời trang, cái túi này. Con này đeo thời trang chưa nhỉ? Con này đeo cái cánh rồi thôi. Có ít Haki sẽ có nâng thêm tí gì không? Thực ra mình nghĩ tầm này nếu mà chăm chỉ, không biết là hên, nếu mà hên thì mình sẽ lên được cả Kasura cơ. Mình xem qua tí cái Haki nhé. Để 120 lần chưa ấn thì nick bỏ bê có ấn đâu. Ở đây con này hiện tại nếu muốn tiến ra Sura cần 22 cấp, ở đây mới được có 13 cấp. Mà kia mình có mấy chục túi thôi, vậy chắc là chưa đủ đâu. Thì ở đây mình có mấy túi nhỉ, chỉnh lý một chút xíu nhé. Chỗ này chưa đủ không? 3 năm và 1.000 năm, 1.000 năm chưa đủ đâu. Nhưng mình vẫn phải dồn tiếp mà thôi, vì nick này chơi bỏ bê chỉ dồn vào 3 thôi. Để lên 22 cấp mới tiến hóa được lên cơ. Game này mặc định cho bạn luôn mức độ là mua về phát là Haki luôn nhé. Còn ví dụ như web 568 bạn chơi lúc đầu mua về sẽ là mức độ là con tướng thường, xong bạn nâng cấp lên Haki. Còn đây là game cho bán luôn con Haki rồi, nó không chọn kiếm một tướng thường free nữa. Ở đây vùng biển thần bí mình sẽ khắc tiếp vào cái viên của con Boa nhé. Nick này gần như nhiệm vụ hàng ngày mình cũng chả làm nữa đâu, tại vì các bạn mình thấy đủ cấp công hội rồi. Đây khắc thêm một chút xíu của Boa này. Tầm này cấp mình đang thấp thì mình rất dễ dàng để khắc mắc được level nó. Còn về sau không dễ đâu. Mà cái viên này của mình là mình tự nâng đấy, chứ là không phải là vào nó có luôn đâu, vì nick chơi tạo sau nhá. Giờ tí mình mở thêm ít cái quà ra tí nhé. Thời trang chọn bừa bộ khác đi, xong rồi dã đi để mình lấy tài nguyên xem mình nâng thêm tí vét quý tộc đấy. Mình dã thì thôi, mình đã có cái cánh cho con main dùng rồi. Mình cường hóa tí cái vét quý tộc xem có được thêm cấp nữa. Chuyển sang thời trang chỉ vào Boa này. Cường thêm được mấy cấp để tăng thêm chút chỉ số này. Cái vét quý tộc là free khi bạn chơi game nhỉ. Tại vì game bây giờ nó ra, các server ra sau nó tạo điều kiện nó sẽ free bạn một số thứ nhất định ấy. Ở đây có mấy con này tăng được 300, con này tăng được 200, 240, 250, tứ tinh tinh thì thôi lấy con đầu tiên đi. Mà cái này đúng ra phải kiểm tra trong phòng vét, nhưng mà đây nick phụ mình chả kiểm tra đâu. Tại sợ không may nó trùng ấy. Thì bà tỉa ý xem con nào chưa trùng thì bạn lấy đó. Tại các bạn mình xác định nick này chả chơi mấy chắc cũng chả trùng đâu. Thì mình ấn luôn thôi. Thế con nào chỉ số cao nhất thì bạn lấy trước thôi. Wano thì mình chưa đủ cấp dùng thì cất tạm trong kho đó.
Mở túi để xem được thêm cái cờ nữa mà. À, mình quay trở về trong này xem còn số cái quà. Nhận gần hết rồi. Được thêm ít tinh linh thạch. Tinh bàn thì nick, mấy cái nick phụ này mình chơi phế mê thì cứ nâng tinh bàn chính thôi. À, chưa đủ cấp. Sang bên công hội. Cống hiến một chút này. Xong sang bên chỗ viện nghiên cứu ở đây. Nâng một chút lên. Đấy, toàn thấy toàn để gần gần sấp xỉ mắc luôn. Tại vì các bạn có chơi mấy đâu. Mình dồn tí vào cái ma công với sinh mệnh đi. Sinh mệnh trước đi. Đấy, nó mở mình phần trăm đi nhỉ. Mới mở đến vật công phần trăm mà nâng tí cái sinh mệnh phần trăm đi. Cho 20 cấp trước. Mình quay lại xem tí con boss trong này nó là cái đam gì thì nâng tí phòng thủ cái đam đó nhé. Thì con ma xe lăng ở đây hiện tại thì đam nó sẽ liên quan đến vật lý và ma pháp, mình nâng tí vật phòng và ma phòng đấy nhé. Thấy nâng thủ nó rẻ hơn nâng công ấy. Nâng tí vật phòng hay ma phòng lên. Nick tầm yếu phải quan tâm một tí vấn đề đấy. Đấy, ví dụ ma phòng nâng nhẹ 20 cấp, mấy cấp đầu nó rẻ, nâng nó không tốn mấy. Tụi lên đây tiếp cái tí vật phòng lên. Thôi nâng tí vật phòng phần trăm đắt hơn thì chắc nâng khoảng tầm 10 cấp thôi. Tại điểm mình không có nhiều, nick không chơi trăm nên nó không có nhiều điểm. Cái ma phòng ở đây mở rồi thì lấy tí. Thực ra nick đang chơi buget là con vật công, nâng tí vật công phần trăm lên cũng được. Này vật công cộng cho lên tí xíu này. Cái ma công phần trăm thì mình chưa mở được do level mình chưa đủ, nâng tí cái ma công thường nhé. Nâng thêm chút cái sinh mệnh phần trăm nữa. Xong rồi nốt vào cái ma công nhé. Rồi, hết điểm rồi. Tiện on thì lấy thêm tí cái sao, bình thường cũng chả lấy đâu. Hôm nay tiện online lấy thêm một chút xíu. Đây, mua thêm chút bánh mì này. Cái danh hiệu này như mình chưa đổi sao, đổi một cái danh hiệu đi. Nó từ cái danh hiệu ở đây chỉnh lý một chút xíu, ăn danh hiệu tăng thêm chút chỉ số. Đây danh hiệu đây. Mình vào trong cái phòng trang sức mình xem mình có thể cường hóa cái trang sức lên không nhé. Trang sức của mấy đích này nó chả có trang sức mấy đâu, cường hóa cái ô thôi. Ví dụ mình đang chơi thiên về ma công thì dồn cái ô cuối trước nhé. Hết điểm dư tí điểm dồn tí lên vật công thì được. Rồi hết điểm tí nữa thì lên tí cái vật phòng. Rồi quà đây nhận chút quà này. Điểm danh chút xíu nhận tí ở đây nữa. Hiện tại mình chưa nâng thêm bảo thạch nhưng mình thử vào ta đánh tí xem nó khá hơn chưa nhé. Chưa khá hơn thì nâng tí bảo thạch nữa. Ui thắng rồi. Mấy lần có chút chút đã thắng rồi. Nên bảo nick nó bỏ bê lâu thôi. Để xem thắng như thế nào nhé. Nói chung là con này cực kỳ tiện cho bạn đi map nhé. Trong giai đoạn dưới cấp 125 nhé. Thực ra trên 125 bạn đi map của con này vẫn ngon nhé. Chẳng qua điều lên đấy thôi, bạn có nhiều sự lựa chọn tướng Sura, sợ bạn chê nó thì bạn không chơi cũng không vấn đề lắm. Tại vì khi lên Sura đa số các tướng đều đánh tất cả mục tiêu nhé. Còn giai đoạn này giai đoạn dưới cấp thì ít con đánh tất cả mục tiêu. Vậy đánh con boa có xác suất là nếu giả sử nó may mắn ra vách sắt nhiều ấy thì hoàn toàn có thể sống được lâu. Chẳng qua đây mình sợ nó không may mắn thôi. Cũng suýt thua mà. Nhưng mà nếu thua mình nâng tí bảo thạch lên cho trâu hơn nữa thôi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, phần này boa nổ kết liễu chăng. Con này đi steep lắm. Công nhận là người ta lên con này là hợp lý đấy. Con này con mình thấy là hợp lý nhất. Chẳng qua đấy mình chơi đua tốt mình không lên nó thì với con khác mình vẫn đi được đúng không? Chẳng qua nếu mà nói người cấp độ bình dân ấy, thì ví dụ nạp đầu đấy 20k nạp đầu lấy con boa về để tiết kiệm cái vàng mua nó ấy, thì thực sự rất là lợi. Nó giúp bạn đi map cực kỳ nhàn luôn. Bây giờ mình thử đi tiếp một cái map tiếp theo xem nó có khó gì không nhé. Nếu có gì khó khăn nhé hay nó vẫn dễ. Thì hôm nay chủ yếu nói về con boa thôi. Mình sẽ đi tiếp cho bạn xem này.
và mình không xét đến con boa lên cấp độ Sura nha. Thế nên Sura đấy là các bạn có tùy ý rồi. Giờ mình thử đi tiếp một cái map tiếp với con boa cùi bắp này xem nào. Nó vẫn khống chế rất tốt nên ui giời lại khống chế 4 con nữa. Và thấy đa số nó khống chế nhiều hơn một. Đa số khống chế nhiều hơn một nhé. Mà con boa này chưa lên Sura nha. Lên Sura bắn còn đau nữa. Đây là đang có mức độ Haki ấy. Đôi khi phải thủ thêm con Buget nữa vì Buget nó dễ lên. Để thủ lên nó hỗ trợ đam cho đánh cho nhanh thôi. Và thực ra một mình con boa ví dụ không có Buget, ví dụ mình thử bỏ Buget thôi nhé. Một mình con boa nghĩ vẫn sẽ cân được thôi. Rokodai bỏ nốt ra đi. Để mình con boa chẳng hạn. Để đánh tất cả mục tiêu nó quá lợi ấy. Lại hóa đá tiếp được 2 con, 3 con này hóa đá 3 con đúng không? Main thì yếu thôi, main thì đứng hứng đòn tí vậy thôi. Này hóa đá là 1 con nhưng vẫn rất là lợi. Con boa đánh thường cũng lợi và đánh nộ cũng lợi nhé. Nhưng mà đánh thường mình thích đánh thường hơn, đánh 5 con nó nhanh hơn ấy. Bắn thường khoảng tầm 2 nhát là gần như hết địch rồi mà. Con này nhiều nộ nhất thì dính thêm đòn nữa thôi. Bỏ Buget đánh chỉ lâu hơn thôi chứ một mình nó là cân được team rồi. Mà nó không chưa lên Sura nha. Các bạn thấy đi map vẫn rất ok đúng không? Nhưng mà lắp con Buget vào đánh cho nhanh thôi. Rokodai chắc chả cần đâu. Đây lắp Buget một tí nhé. Nó này không chế được 2 con này. Đây map này có một số con gây choáng nhé. Nên cái việc boy miễn dịch choáng rất là lợi nhé. Vì map này có một số con nó miễn gây choáng. Ở đây chắc mình quay một chút về cái map của bên chỗ mấy cái map tầm Moria đi. Cho xem một tí nó hóa đá cả những con boss. Ở đây chỗ map đấy chắc là tầm chỗ xuống dưới này đi. Mấy cái map trước nữa. Thì con chó. Đây, thường những con này những con nó sẽ không bị khống chế này. Cho bạn xem nhé. Không biết có đúng con này không, mình nhớ con nào không nó vẫn dính bình thường. Mạnh quá rồi. Thôi mạnh quá rồi thôi. Thế đại khái ý nói là điều là một số cái con boss này bình thường sẽ miễn dịch hết hiệu ứng ấy, nhưng thời gian vẫn bị dính. Còn không chắc có phải con này không, nhưng mà mình nhớ một số con vẫn dính bình thường. Thôi lại quay về cái map cao nhất thôi. Đi hết một vòng cái map này luôn xem có gì khó không nhé. Mấy cái cửa này nó dễ vì toàn là tướng thường thì bỏ qua, nhưng xem có boss thì nó khó không. Thì hết rốt cái map này xem không có gì nữa thì coi như có thể hoàn thành video đấy. Chỉ cố rốt xem tí thôi, vấn đề bất chắc là mấy cái map trên thôi. Thì mấy cái cửa đánh lính thì thấy khá là dễ, mình sẽ ấn hoàn thành luôn nhé. Tập trung những cái cửa mà cảm giác nó khó khó một tí mấy con boss cuối chẳng hạn nữa. Game cho ấn hoàn thành nhanh cũng tốt, ngày xưa muốn đi nhanh thì phải làm lát chiến báo cho nó đỡ hiện. Còn bây giờ ấn hoàn thành luôn vậy cũng nhanh thì thôi. Thực ra vẫn chậm hơn làm lát chiến báo một chút đấy, nhưng mà thôi cũng không chênh là mấy. Đánh cái hóa đá nhiều này nó rất là lợi thế. Đôi khi con boa bạn yếu một tí nhưng mà khống chế nhiều, địch cũng không đánh trúng bạn chả mất máu ấy. Đánh cứ khống chế nhiều rất là tốt. Phát này ít được 2 con, đa số là từ 2 phát trở lên. Và rất nhiều lần khống chế được 4 con ấy. Nên giả sử ví dụ bạn đánh cửa này, giả sử bạn thua ấy, mà bạn không nâng đồ và đánh nhiều lần ấy, sẽ có lần nó khống chế 4-5 con bạn sẽ win được. Nó chơi rất là nhàn luôn. Tiếp tục đi nhận tiếp, cố gắng xem con boss cuối có khó không nhé.
Đây con boss cuối sẽ đi nốt phát này xem nào. Đây xem cửa này nhé, thấy hiện thành tựu thì biết chắc chắn là win rồi. Nhưng xem có gì khó không thì thấy cũng không khó lắm nhé. Đồ đạc thì yếu, nhưng mà đánh một phát thế này thì khá là ok. Nếu bạn để một mình con Boar cân team ấy, thì xác suất con Boar nộ liên tục rất là cao. Vì những con boss trong map tầm này nó sẽ đánh kích tăng nộ cho bạn. Còn đây là mình dùng thêm con Buget đánh phụ trợ, nên thời gian đa số địch nó chết sớm ấy, thì không có dùng cái khả năng ấy được. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ cho bạn xem qua một chút về con boss nhé. Thì như vậy bạn về con Boar nhé, thì bạn thấy một điều là sau những trải nghiệm thực tế đi từ cái khó đi lên, tất nhiên mình không quay bạn full quá trình đi được vì mình nick chơi bỏ bê rất là nhiều. Nhưng mình chơi một vài nick, mình sử dụng con Boar Hancock mình đi, thì mình thấy một điều là con này đúng là xứng đáng là một những con mà nó cho cả người nạp tiền, những người không nạp tiền lên cũng được. Tại vì người nạp tiền thì đi map rẻ thì cũng càng tốt, thì người ta cũng để đua cả top level mà. Có một con tướng khỏe như con Boar đi cũng tiện, xong về sau vứt đi cũng được. Ví dụ mà bạn nào chơi nạp tiền nhé, mà bạn xác định muốn lấy đủ dàn tướng để kích nhật ký đúng không, thì bạn có thể dùng cái túi chọn tướng, chọn một con nào đắt tiền 400-500k vàng để tiết kiệm cái vàng mua con tướng đó cho sau này để mà kích nhật ký. Và bạn có thể hy sinh 250k vàng vào trong shop bạn mua con Boar về. Đây với những người nạp tiền nhiều đua top họ có thể chơi kiểu đấy. Và lấy con Boar đi map giai đoạn đầu, về sau đi xong giai đoạn map đấy lên từ Sura rồi họ để vứt con Boar ra. Mà con Boar đôi khi mình thấy làm đồng đội thứ 6 cũng khá là ngon. Ô đồng đội thứ 6 này, thì ra lúc đấy là khi bạn tấn công địch gần chết ấy, còn một con ấy cho con Boar nhảy ra nó chết, nó nhảy ra nó khóa ra quá cứng đối thủ cũng rất là ngon. Đấy là một số cái giải pháp như vậy. Đấy thì mình thấy là con Boar chơi rất là tiện. Còn với những người nào đầu tư ít, chơi vui vui không tham hố top ấy, thì người ta chỉ cần nạp khoảng tầm 20.000 vào, xong người ta vào người ta lấy cái túi nạp đầu, xong người ta chọn con Boar là xong, đúng không? Thì vậy người ta tiết kiệm vàng, người ta vẫn có cái vàng free của game để mua cái quỹ trưởng thành lúc đầu server. Và người ta có con tướng Boar và đi map rất là tiện. Đấy thì một số cái trải nghiệm con Boar như vậy cho bạn xem thực tế thôi. Còn video này có lẽ mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nếu có điều kiện hơn nữa mình sẽ trải nghiệm thêm một số con tướng khác nữa, xem nó có ưu nhược điểm gì, đi cái thứ sướng hay không và có đi được không, đúng không? Nhưng mà với điều kiện một chút là bạn thông cảm là mình sẽ test cho server F175 trong cái giai đoạn mà nó không phải lúc giai đoạn đầu của server ấy, nên sẽ bị thọt quà rất là nhiều, là đồ đạc rất là yếu nhé, nên bạn chấp nhận điều đó. Còn khi bạn làm thực tế bạn sẽ mạnh hơn mình rất là nhiều, vì bạn chơi đúng lúc server mới ra và sẽ ăn số cái quà đầu được, nó tối ưu các tài nguyên được. Và bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.